biển Vĩnh Tân hả? Đây đánh cá mà có ba con cá à? Ba thằng không biết đánh cá, đi đánh cá. Thì toàn má. Từ từ. Đây là sao? Đây là anh Trúc. Nãy anh thấy một con cá to nhưng mà không biết anh đang thất nghiệp. Đang thất nghiệp. Đi đào chết. Mà nãy anh thấy con cá to nhưng mà không biết có phải thiệt không? Chắc chắc chưa xong. Chúc nè, người của anh đây, hàng của anh đây. Dở ra rồi, dở rồi. Đây là anh Thạch Sùng. Anh mới có vợ con. Nói chung là anh bị gài hàng cho nên anh mới bị vậy. Nói chung là anh bị dính chướng. Nói chung chắc hành anh gặp anh ở đây. Do nãy anh đi ỉ nên sẵn dịp gặp luôn. Rồi, đoạn phim ở đây kết thúc. Xong.